Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em lên một lô nguyệt quế tàn thành phẩm nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Đầu clip thì em lên một cái cây rất là to khủng nha, đế nè. Đế là cây này là cực kỳ đẹp luôn. Đế đều 24 giờ luôn ha. Thì cái cây này em báo là nó có chạy một chỉ đường chỉ chỗ này nè. Đây nó chạy một chỉ đây, chạy lên đây ha. Tại vì mặt cắt này thì nó hơi bự, nhưng mà cốt cạnh đều là ok hết nha. Đó, cây là cốt cạnh là già hết. Để đấm là ok ha. Dạ. 62 hoành nha, vị trí này nha cô chú anh chị. Hoành cái dàn đế, hoành cái dàn đế này hết thước luôn, 1,5 m luôn. Đó, một khoảng 1,5 m luôn. Đường kính cái bầu này là 65. Cái này chắc vô chậu 7 rồi, hoặc là mình vô chậu hộp xài cũng được. Chiều ngang này là 57 65. Chiều cao là 90. Tàn ngang này là 1,25 m nha cô chú anh chị. Cái chiều dài cái này là 90 với 1,25 m ha. Đó, cây làm sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Cây thành phẩm. Cây đang cho bông. Cốt là cốt rất là to nha cô chú anh chị. Cốt này cỡ ngón chân cái của mình á ha, cỡ ngón chân cái của mình ha. Cốt rất là to luôn. Tàn kính mịn hết. Dù dây đâu đó đàng hoàng hết rồi ha. Rồi, cây mã số 1 nha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi nha. 7 triệu bao ship. Này cô chú anh chị mình nhớ cọc giúp em ha. Tại vì hàng nặng thì cọc giúp em. Cái này em đóng khung gỗ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Tới cây thanh lý nè cô chú anh chị. Lô này lô thanh lý ha. Cô chú anh chị mình lưu ý là cái này là em bán em rút chậu ha. Tại vì cái chậu này đi cũng bể trơn à, chứ nó nặng, phí ship nó cao lắm, đi không nổi ha. Rút chậu. Rễ cám rất là nhiều. Cô chú anh chị mình yên tâm. Cây rất là khỏe mạnh. 28 hoành. Cái rễ đó bị gì? Chiều cao là 66. Tàn ngang này là 60 ha. Chậu này là chậu 6 nha cô chú anh chị. Cái rễ này thì nó bị lũa cái mặt trên này, nhưng mà này chỗ này nó còn sống nửa mặt ha. Đây nó có cọng rễ chịu lại nha cô chú anh chị. Ha, có cọng rễ chịu lại hết. Cái này cô chú anh chị mình sợ thì mình lấy sữa dừa mình cuột vô cái bọc á, mình trồng vô mình nuôi cho nó ra rễ ha. Không sao hết. Rồi, mã số 2, cây này giao lưu 1 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn, đóng khung. Mấy cây này thì cô chú anh chị mình nhớ cọc giúp em ha, tại vì hàng này hàng nặng, hàng đóng khung. Cây có phơm tàn đâu đó hết rồi, về cô chú anh chị mình bắt sơ lại mình chơi thôi nè. Cốt cành rất là to rồi ha. 1 triệu bao ship. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 3 cô chú anh chị ơi. Một cây có phơm sẵn hết trơn ha cô chú anh chị, cốt cành lớn ha. Cốt cành rất là to rồi. 29 hoành. Chiều cao là 85. Cái tán dài là 70. Cái chậu này chậu 6 nha cô chú anh chị. Chậu này chậu 60 lọt lòng ha. 6 tắc á. Thầy phơm tàn là ok hết ha. Về cô chú anh chị mình kỹ kỹ mình dằn thêm nha cô chú anh chị. Mình dằn thêm cho nó một ít đạt ha. Rồi cây mã số 3. Cây này giao lưu 1 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Giá thanh lý nha. 1 triệu bao ship. Nội cái khung đóng không hết mẹ 500-600 ngàn rồi. Còn cái khung gỗ 100 nữa là hết tiền luôn rồi. Giống như là bán cho luôn. Rồi tiếp theo mã số 4.
cô chú anh chị mình thấy tàn ngon lạnh ha, tàn cứng hết trơn rồi. Về này cô chú anh chị mình tháo dây ra mình dằn sơ lại ha. Đây chứ lỗi ha, đây nó bị lũa chỗ này ha, bị lũa chỗ này ha cô chú anh chị. Nhưng mà cây vẫn mạnh khỏe ha, rễ cám rất là nhiều luôn nè, rễ cám đầy hết trơn ha. Đó. Đây là ok. Hoành chiều cao là 80, cái tàn ngang này là 89, chậu này là chậu 6 ha, 60. Thì cái này cô chú anh chị mình lưu ý là em không có xếp chậu nha, chậu này là nữa em bó bầu em gửi cô chú anh chị mình nha. Rồi cây mã số 4, cây này giao lưu 1 triệu bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi rồi tiếp theo ha, cây mã số 5, cây này đẹp nha, đế đẹp, ăn cũng đẹp luôn, rộng chữ C nha cô chú anh chị, chất lượng nha, cây này dặn mình lắc đẹp lắm. Này, cây này không có bể bọng gì luôn nha. 33 hoành, chiều cao là 88, tàn ngang này là 77, đường kính cái bầu này là 6 ha, chậu 6 ha, đế đẹp luôn nha. Rồi mã số 5 giao lưu 1,2 triệu bao ship luôn cô chú anh chị ơi, mã số 5 ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 6, cây này cũng mini ha, này lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị, lá sắn mà dòng lá sắn xưa, lá sắn nó đen đậm á. Quay cho vô đế rồi. Này đế nè, đế nhìn cũng độc lạ lắm, mini nhưng mà đế độc lắm ha. Cây ok nha cô chú anh chị, cây cơ bản là khỏe mạnh, rễ cám rất là nhiều luôn. Hoành trên đây là 20, chiều cao là 78, đường kính bầu ở kính tàn là 74, cái chậu này chậu 6 tấc ha. Rồi cây mã số 6, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 900 ngàn, em bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 7, cây này đẹp nha, cây này liền lạc không bể bọng gì hết nha cô chú anh chị. Đó, tàn là kính mít kính ngắt luôn. Này về cô chú anh chị mình chịu khó mình dằn dây nhẹ lại cái là cây này rất là đẹp cây luôn ha cô chú anh chị. Đế nè, đó cô chú anh chị mình xem cái dàn đế nha, đế rất là đẹp luôn. Rồi. 27 hoành, chiều cao là 80, tàn ngang này là, cái tàn ngang này là 70, đường kính cái chậu này là 60 nha cô chú anh chị, chậu 6 ha. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ, tàn đẹp, đế đẹp nha, rễ cám nè cô chú anh chị mình thấy rễ nè, đó rễ năng đầy bầu chưa. Rồi mã số 7, cây này giao lưu là 1,400,000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi cuối cùng ha, cuối cùng mã số 8, có 8 cây ha, cây này đế đẹp đẹp luôn nha cô chú anh chị, đế đẹp luôn, tàn là cứng ngắt hết trơn luôn, quá trời vàng tàn cứng ngắt luôn ha, vàng tàn quá đẹp luôn ha. Rồi hoành là 31 hoành, chiều cao là 1m04, tàn ngang là 85, chậu này chậu 60 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8 cũng là cây cuối cùng của list ha, cây này giao lưu là 1,500,000
bao ship toàn quốc luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.